này, bạn có muốn biết tôi đáng thương đến thế nào không? Sáng nay thức dậy chân tôi bị tê và có cảm giác như là hàng nghìn mũi kim đang châm vào vậy. Sau đó tôi suýt trễ hẹn với nha sĩ vì buồn ngủ. Và tôi đã phải ở phòng khám khá lâu vì răng miệng tôi quá nhạy cảm. Thật buồn, vì nếu biết được những bí quyết này thì ngày hôm nay sẽ tốt hơn nhiều rồi. Chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Đầu tiên hãy thở hết không khí trong phổi ra, sau đó hít sâu vào trong 4 giây, rồi giữ hơi trong 7 giây và thở ra liên tục trong 8 giây. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi phải nín thở lâu như vậy, hãy chia những bước này làm đôi. Bạn sẽ tập trung hơn vào việc kiểm soát hơi thở của mình và nó sẽ giúp bạn bình tĩnh, cảm thấy vui hơn nhờ hắt hơi. Khi bạn hắt hơi, có thể sẽ giải phóng adrenaline và endorphin. Việc này sẽ khiến bạn cảm thấy phấn khích và hạnh phúc hơn một chút. Khi ai đó hắt hơi liên tục, họ thậm chí có thể sẽ bật cười. Bạn có thể tự làm mình hắt hơi bằng cách dùng lưỡi chà sát vào miệng hoặc cù lét bên trong mũi bằng khăn giấy. Dùng bóng tennis để giảm cơn đau đầu. Nằm ngửa, gập đầu gối lại và đặt bóng tennis dưới xương bả vai, cách cột sống một khoảng bằng chiều rộng của hai ngón tay. Giữ quả bóng tại chỗ trong 30 giây, sau đó lăn nó xuống tới lưng của bạn. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi bóng chạm đến hông. Làm lại động tác này ở phía bên kia của cơ thể. Làm bản thân phân tâm khi ở phòng khám nha sĩ. Bạn có thể nghe nhạc hoặc ngân nga một giai điệu, nhưng điều này có thể làm phiền nha sĩ và hẳn là bạn không muốn như vậy đâu. Tốt hơn hết là hãy nâng một chân lên từ từ và giữ nó trên không. Khi chân này mỏi hãy chuyển sang chân kia. Việc này sẽ khiến bạn bị phân tâm và giúp bạn dễ dàng vượt qua các giai đoạn khám chữa bệnh. Tỉnh táo nhanh hơn. Hãy tìm những điểm bấm huyệt đúng nằm tại đỉnh đầu, sau gáy, giữa ngón cái và ngón trỏ, dưới đầu gối và giữa lòng bàn chân. Bằng cách chạm hoặc xoa bóp những vị trí ấy, bạn sẽ thoát khỏi cơn buồn ngủ. Hãy kết hợp cách bấm huyệt này với việc giữ cho căn phòng đủ ánh sáng và uống một ly nước ngay sau khi thức dậy để có kết quả tốt hơn. Để việc uống thuốc trở nên dễ dàng hơn, đặt viên thuốc trên đầu lưỡi, ngậm cổ chai nước sao cho không khí không đi vào được. Như vậy, thuốc sẽ trôi xuống ngay lập tức. Đối với các loại thuốc có dạng viên nang, hãy nghiêng cằm về phía ngực trong khi uống một ngụm nước đầy. Làm thế nào để ngừng ngáp? Bạn chỉ cần hạ nhiệt cơ thể mà thôi. Uống một thứ gì đó lạnh hoặc ăn thực phẩm ướp lạnh sẽ có tác dụng đấy. Bạn cũng có thể sử dụng một cái túi chườm lạnh, chỉ cần đặt nó lên cổ hoặc trán. Nếu bạn cần dừng lại ngay khi sắp ngáp, hãy nghiến răng. Còn một mẹo nữa là hãy leo lên cầu thang. Việc này có hiệu quả tương tự như uống một tách cà phê và còn giúp bạn khỏe hơn. Giảm phản xạ co thắt họng bằng ngón tay cái. Nắm chặt bàn tay trái với ngón tay cái giấu bên dưới các ngón tay khác. Bóp chặt ngón tay cái và phản xạ co thắt họng sẽ biến mất. Tôi không biết chính xác vì sao cách này lại hiệu quả, nhưng đây là một mẹo hay, đặc biệt là khi bạn đang ở phòng khám nha sĩ. Nên có hai cục xà phòng trong phòng tắm. Bạn có thể kiểm soát chu kỳ giấc ngủ bằng mùi hương. Hãy thử sử dụng tinh dầu và xà phòng có mùi hoa oải hương vào buổi tối để bình tĩnh và dễ ngủ. Còn buổi sáng, hãy dùng mùi hương cam chanh để thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Để đôi mắt được nghỉ ngơi, nhắm mắt lại và đặt ngón tay cái ngay bên dưới lông mày. Hãy di chuyển ngón tay cái từ vị trí này đến mép ngoài của lông mày bằng một chuyển động hình đường tròn nho nhỏ. Sau đó là quanh hốc mắt rồi đi về phía sống mũi. Đến bước này, hãy giữ ngón tay cái gần sống mũi lâu hơn một chút. Hét lên để tăng khả năng chịu đau. Hét to lên một tiếng có thể giúp bạn chịu đựng được cơn đau trong một khoảng thời gian ngắn. Cách này có liên quan đến các phản ứng mạnh mẽ về mặt cảm xúc và việc xả stress nữa. Và nếu bạn đá chân trúng cạnh bàn, những từ bạn hét lên thường khá ngẫu nhiên. Á trời đất quỷ thần ơi! Ánh sáng màu xanh lá sẽ làm dịu cơn đau đầu. Khoảng 80% chứng đau nửa đầu liên quan đến sự nhạy cảm với ánh sáng. Ánh sáng xanh lam hoặc đỏ là thứ gây khó chịu nhất cho mắt và gây đau đầu. Nhưng ánh sáng xanh lá rất đặc biệt, nó có thể làm giảm 20% cơn đau nếu nó thuần xanh lá và không quá chói. Ho nếu bạn sợ kim tiêm. Ho là một bí quyết để làm giảm tối đa cơn đau do kim tiêm tại phòng khám. Cố gắng không lắc lư quá nhiều và ho trong quá trình tiêm sẽ khiến bạn không chú ý đến những việc đã xảy ra xung quanh. Bạn cũng có thể sử dụng những thuật làm phân tâm khác như bóp một quả bóng cao su trong tay hoặc là đánh y tá. Ấy thừng, tôi chỉ đùa thôi.
chế ngự nỗi lo lắng. Ngậm ngón tay cái của bạn thật chặt và dùng lực thổi mạnh, nhưng đừng để không khí thoát ra. Điều này sẽ giúp bạn đối phó với căng thẳng và làm chậm lại nhịp tim đang có nhịp độ rất cao của bạn. Nếu bạn không thể sử dụng bất kỳ ngón tay nào, hãy nhăn mặt như thể bạn đang nâng một vật gì đó rất nặng. Đặt một túi nước đá lên mặt khi đang nín thở cũng mang lại kết quả tương tự. Lắc mạnh đầu nếu chân tay bị tê. Hiện tượng chân hoặc cánh tay bị tê xảy ra khá thường xuyên và khiến bạn cảm thấy như mình đang bị kim châm vậy. Chuyện này là do các dây thần kinh ở cổ bị quá căng. Hãy gật đầu hoặc lắc đầu để giảm độ căng trên cơ cổ và mang lại sự thoải mái cho các dây thần kinh. Cách này sẽ rất hiệu quả trong việc loại bỏ cảm giác kỳ lạ đó. Hết nước cụt chỉ với một viên nước đá. Bạn chỉ cần ngậm một viên nước đá trong miệng và đồng thời hít thở chậm nhất có thể. Đừng nhai viên đá, bạn phải làm quá trình này thật chậm rãi mới có hiệu quả. Bạn cũng có thể uống nước chanh hoặc ăn một thìa mật ong đầy để đẩy lùi cơn nước cụt. Dừng cảm giác tê não nhanh hơn. Cảm giác tê não thường biến mất sau 30 đến 60 giây, nhưng bạn có thể đẩy nhanh quá trình này. Chỉ cần đặt lưỡi lên vòm miệng và làm ấm lưỡi. Ngón tay cái của bạn cũng có thể phát huy tác dụng nếu đủ sạch. Bạn cũng có thể lấy tay che mũi và miệng lại. Hãy hít lượng không khí ấm áp mà bạn thở ra. Việc này sẽ có tác dụng ngay lập tức đấy. Giảm đau răng. Nếu bạn không thể đến bác sĩ sớm, thì hãy làm giảm đau răng chỉ bằng một viên nước đá. Đặt nó vào mu bàn tay, đoạn giữa ngón cái và ngón trỏ. Xoa tròn viên đá để tay bạn không bị quá lạnh. Bộ não của bạn sẽ tập trung vào những cảm giác trên tay một lúc, rồi cơn đau răng của bạn sẽ bị suy yếu. Làm dịu cổ họng bị ngứa. Các dây thần kinh nằm giữa tai và cổ họng có liên kết với nhau. Nếu bạn cảm thấy ngứa ở cổ họng, hãy gãi dái tai. Việc này sẽ tạo ra một sự co thắt cơ trong cổ họng và giúp bạn hết bị ngứa tại chỗ bạn không thể gãi được ấy. Ngừng hắt hơi ngay lập tức. Bạn có thể véo vào điểm ngay dưới mũi và giữa hai lỗ mũi để ngăn chặn việc hắt hơi. Một vị trí khác nữa là vùng ấn đường. Hãy véo hoặc ấn vào đó trong vòng 10 giây và bạn sẽ thấy hiệu quả. Nhai kẹo cao su có hương bạc hà để tỉnh táo. Việc này hiệu quả hơn uống một tách cà phê đấy. Chỉ cần nhai một viên kẹo cao su, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và ghi nhớ được tốt hơn. Việc này cũng đặc biệt hiệu quả đối với các bạn sinh viên đang ôn tập cho kỳ thi, nhất là vì những gì họ học sẽ gắn liền với một hương vị nào đó. Sau này, nhai kẹo cao su vị đó sẽ giúp bạn nhớ lại những gì đã học trước đây. Dùng tai phải để nghe rõ hơn. Tai phải nghe những âm thanh có nhịp độ nhanh tốt hơn tai trái. Nếu bạn không thể nghe rõ tiếng của một người bạn vì ở đó có những tiếng động lớn, hãy quay người sang nghe họ nói bằng tai phải. Bạn sẽ tiếp nhận được thông tin dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tai trái của bạn giỏi xác định giai điệu. Vì vậy, nếu bạn muốn nhớ lại tên của một bài hát đang phát trên radio, hãy ghé tai trái vào chiếc loa. Đánh lừa bộ não để lặn sâu hơn. Bạn thấy một vỏ sò tuyệt đẹp bên dưới những con sóng, nhưng nó quá sâu để với tới. Bạn có thể cung cấp nhiều oxy hơn cho não và lặn sâu hơn bằng cách hít vài hơi thở ngắn trước khi lặn. Nhưng hãy nhớ rằng, cách này sẽ chỉ giúp bạn ở dưới nước lâu hơn vài giây mà thôi. Vì vậy, đừng nghĩ rằng bạn đột nhiên có thể trở thành một nàng tiên cá nhé. Không còn những tiếng động trong tai. Những tiếng vo vo, tiếng rít hoặc tiếng rung trong đầu sẽ tạm thời biến mất nếu bạn đặt lòng bàn tay lên hai tai, để những ngón tay của bạn nằm sau đầu. Ngón tay giữa nên đặt ngay dưới đáy hộp sọ. Đặt ngón tay trỏ lên ngón giữa và nhấn vào đầu, sau đó nhanh chóng buông tay ra, rồi vỗ ngón tay trỏ lên phần gáy. Tiếp tục làm cho đến khi tiếng ồn biến mất. Chúc bạn may mắn! Và nếu những bí quyết trên có tác dụng với bạn thì hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé! Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào! Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức, luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!